thừa thì bù đắp vào cái chỗ thiếu, chỗ cao thì hạ xuống mà chỗ thấp thì nâng lên. Và chính vì vậy là người ta rất là thích mà ôn dễ và đơn giản, đó là đầu tiên chỉ đến để chữa thôi, chữa thôi, nhưng mà thầy thích quá, họ đơn giản thế này thôi thở